sân mình, nợ nào cũng phải cố tình trả xong, nợ trần khi đã trả thật không mà chẳng còn bị cuốn lôi trong cõi trần, ráng nên tu dưỡng tinh thần, đừng cho các nghiệp buộc thân sau này nghiệp siêu thì cố tạo gây, còn như nghiệp đó có ngay không làm ở phạm tạo nghiệp phi phạm, chỉ làm đôi kiếp không làm rõ thân. Con ơi nhớ gọi khách trần nên làm như thế cho phần thức siêu lúc này chưa ngủ đây cả nhà, ngủ hết mình nó chưa ngủ à. Oh.
chưa ngủ đi. Hả? Ngủ. Nên người ta ngủ hết à? Em không ngủ à? Hả? Em không ngủ à? Các em không ngủ hả? Các em không ngủ? Các em không ngủ hả? Các em không ngủ? Các em không ngủ hả? Em sợ quá. Em quậy quá. Em quậy quá. Cháu vẫn chưa ngủ đâu. Mẹ cháu vẫn đang béo rồi. Ngủ đi tắt máy ngủ nhá.